Bố thân sinh của tôi là Lê Sản mà mất 1972. Bố tôi mà tham gia vào đồng cách mạng là du kích Nam Vung nữa. Bên ngay á, thì phục vụ cho quốc gia, nhưng ban đêm á, là đối tiếp cho bên cách mạng. Chính thức đi rồi về cách mạng là năm 66, gọi là hai chân, ăn cơm thì quốc gia mà thơ mà cộng sản. Nhưng khi bố tôi mất, ông nghe bảo là không phải mất, người ta bắt cái gì mà sắm ở hầm bị mất cuối làng. Đầu tiên là vô tu, nhà tu của Quảng Trị, Quảng Trị vô Đà Nẵng. Vô Đà Nẵng nói chứ đi ra Phú Quốc. Năm 66 tôi tham gia kháng chiến, trực tiếp làm vì lực lượng vũ trang, trực tiếp bảo vệ khu kinh tế của là huyện Giao Cam. Bây giờ là huyện Cam Lù và Giao Linh của tỉnh Quảng Trị. Vùng chúng tôi đây ở khu vực Vân Đai gần giới tuyến, cho nên chỉ là cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nó tập trung sức, nó chỉ đạo đây nhiều. Cái lực lượng mà đi theo lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa cũng không ít. Nhưng mà hầu hết một số anh em đi thì là cũng nằm trong tình trạng bị bắt buộc là chủ yếu. Có những gia đình như vậy thì anh để đi bộ đội của ta, rồi em thì đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cái vùng rất là ác liệt. Từ sông Bình Hải mà vào đến đất Cam Lũ này thì như vậy là Mỹ đó nó tạo một cái vùng đai trắng, nó ngăn chặn cái vấn đề lực lượng miền Bắc chi viện cho miền Nam. Về phía ta thì là cố gắng nghĩa là làm thế nào để thu hút lực lượng đi về phía này, để cho các cái tỉnh phía trong là đủ điều kiện cho anh em là các lực lượng cách mạng là hoạt động. Bởi vì cái sự ác liệt đó cho nên cũng nhiều đồng chí xin và cũng là nhiều đồng chí rơi vào tay giặc. Thanh niên mà lớn lên tham gia kháng chiến ở đây mới từ năm 66, 67, 68 là 120 người bị chết. Khi về Hòa Bình về là còn lại 3 người. Tôi nằm trong cái hoàn cảnh lúc bị thương thì địch nó bắt, nó đưa tôi ra đảo Phú Quốc, gọi là trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc. Tôi đã hai lần gặp anh Sản ở trên đảo Phú Quốc. Lúc đó là anh Sản bị cảm thương hàn, phải ra kêu ở giam thì gọi là cái bồn cái ở trại giam. Thì khi này là bắt đầu họ nói này, cái thằng này là dạ làm như vậy để mà ra ngoài để tìm cách mà trốn. Thì đưa anh vào thì vào trực cái sân thì hắn bắt anh là lùn quấn cái sân khoảng 200 m² nữa là thì lùn đến vòng thứ năm thì anh nằm xuống quỳ xuống đưa anh vào, đưa vào phòng thì đưa vào phòng để anh tắt thở. Khi anh ra đi thì anh em chúng tôi chỉ biết ngồi khóc, nhưng biết làm sao. Bộ ra đi hoạt động cách mạng là tôi đang còn ở trong bụng mẹ. Khi bộ hy sinh với tôi là nói là làm thế nào bé phải tìm ba bé về, là vì tao có nhắm mắt xuôi tay thì tao mới thỏa mãn. Và từ đó là tôi quyết định là đi tìm bộ. Nhưng mà hồi đó cũng gia đình quá nghèo, quá cực, mà tôi cũng không nghĩ gì đến cái chuyện là đi tìm bộ được ạ. Bộ bị hy sinh là thì không biết, nhưng mà đến năm 75 về là có cái chủ tu với chủ cả cái chủ trong trại tu á về mới bảo. Tôi nghĩa trang ở Phú Quốc hỏi mồ cỏ nhưng mà cũng không lấy về được, bởi vì tất cả những thông tin đều chính xác, đều giống, nhưng mà trên cái tên là nó chênh lệch đi nên tôi không thể lấy về được. Cuối cùng tôi phải quay về tay không. Tôi phải quyết định là làm một cái tờ đơn điều chỉnh lại cái thông tin trên bia mộ cho chính xác. Sau một năm trời, họ mới điền về cho tôi là nói là thông tin của trên bia mộ của ba của chị là họ đã làm đồ đủ thủ tục rồi, chứ là chị có đủ điều kiện để làm hồ sơ để đưa ba về. Khi bóc lên cái hai cột là chỉ có một cái báo ni lông đen nữa thôi. Nói thứ kể con thì con mấy cục sướng mà đen đi rồi. Trước khi mẹ chơi bên mẹ ở đó của Tâm Nguyên rồi, thì khi mà đưa được bằng bộ về rồi thì nói chứ nếu nói cho cùng là chứ không có cái từ chỉ mà diễn tả được cái cảm xúc với cái mừng. Mừng cái gì? Bố về được quê hương, về gần gia đình, gần bạn bè. Mẹ của tôi ngày đêm nó ngồi chờ chồng về. Biết là mẹ nói là ta biết bố mẹ là hy sinh rồi, nhưng mà đêm nằm ta vẫn cứ nghĩ là có ai gọi ngoài đường.
Trước khi mẹ mất, mẹ ngồi vào đây và mẹ nói chớp cho tao một cái phố ảnh để có cái ảnh bố của tôi phía sau không? Mẹ tôi, phía sau lưng mẹ tôi đấy. Chứ tôi nói với mẹ, mẹ ơi, tâm nguyện của mẹ chúng con đã đạt được và con đã tìm được bố về với mẹ rồi. Chiến tranh đi qua lại gần nửa thế kỷ rồi. Còn cuộc chiến đó là do giữa hai cái một bên là đất nước ta muốn thống nhất trên bằng được đất nước, mà phía Mỹ thì họ muốn là giữ lại, họ ngăn chặn cái làn sóng của cộng sản. Cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ hòa bình rồi thì tất cả chúng ta phải sống khép lại những cái quá khứ. Những người Mỹ đã hy sinh và nằm đang còn nằm trên mảnh đất của Việt Nam mình, thì tôi cũng mong cùng chung tay và tìm những xác và linh hồn của những người đó cũng đưa về để cho họ trở về lại quê hương, vì ai cũng là một con người, ai cũng có gia đình, ai cũng có vợ con, ai cũng có quê hương.